sẽ tâm hồn. Ôi nghe sao xa xa, nghe sao bàng hoàng. Xin chào các bạn, hiện tại thì các bạn đang có mặt tại văn phòng VAA của Ngô Thanh Vân. Công việc hàng ngày của Vân thì như Vân đã nói là hầu như hơn 80% là tại công ty. Thì Vân cảm thấy rất là vui ngày hôm nay có thể giới thiệu công ty của mình đến với các bạn. Theo anh Vân nhé. Đây là nơi làm việc của tất cả các nhân viên của công ty VA. Như các bạn thấy là các bạn trong công ty VA rất là trẻ và đây là những người đam mê nghệ thuật, rất là thích làm những gì liên quan đến giải trí. Thì thấy là một cái team rất là trẻ và luôn luôn lúc nào cũng làm việc hết sức mình và có rất là nhiều năng lượng, và đó là điều là Vân rất là thích. Bây giờ theo Vân tới bàn làm việc của mình nha. Đây là bàn làm việc của Vân. Thực ra thì như các bạn thấy thì không gian làm việc ở công ty VA rất là nhỏ và hầu như không có khoảng cách giữa bàn làm việc của Vân và tất cả các bạn trẻ ở phía dưới kia. Đây là cách làm việc mà Vân chọn bởi vì Vân nghĩ rằng là Vân thích gần gũi mọi người hơn, Vân thích được thấy mọi người làm việc và thích được hiểu được những cái suy nghĩ của tất cả các bạn đang ngồi phía dưới kia làm việc như thế nào. Bởi vậy và Vân cũng rất là thực chất thì Vân không thích ngồi trong một cái căn phòng riêng biệt mà có bốn vách tường. Bởi vì khi mà ngồi trong một cái căn phòng như thế thì nó tạo cho Vân một cảm giác rất là ngột ngạt. Và Vân thì lại không thích như thế, Vân thích làm việc và hòa đồng với tất cả mọi người như thế này hơn. Trong tiếng mưa thét gào, giờ đã mặn rơi trong nỗi sầu. Vân nghĩ cái ý định rẽ ngang để trở thành một người đi làm kinh doanh là một cái ý nghĩ có thể nói là đúc kết từ lâu lắm rồi. Nó là một cái mong muốn để mình có một cái nền tảng vững chắc hơn. Thì sau khi năm 2009 có được một sự hỗ trợ của một người chị, và chị rất là tin tưởng vào khả năng của Vân, thì lúc đấy thì Vân mới mạnh dạn để đứng ra và mở công ty. Tại vì Vân nghĩ rằng về mặt kinh doanh thì Vân không có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà về mặt showbiz cũng như là nghệ thuật thì Vân đã có khoảng chừng 10 năm kinh nghiệm. Thì Vân nghĩ ít nhiều nó cũng hỗ trợ cho Vân rất là nhiều trong cái việc để xây dựng nên công ty VAA. Vì thế cho nên công ty VAA năm 2009 được thành lập. Hiện tại thì Vân đang có mặt trong phòng tập của nhóm 365. Thì cứ mỗi ngày thì các bạn có những giờ tập mà do Vân phụ trách và những giờ tập do những thầy cô giáo khác phụ trách. Các bạn đều được học những kỹ năng từ học nhảy, học hát, thu âm, rồi thể hình và luôn cả khi cái cách ứng xử trước công chúng. Thì hiện tại là các bạn đang có mặt trong giờ học của Vân cùng với các bạn 365. Đây là một giờ học cách ứng xử. Và Vân thì Vân muốn chuẩn bị cho các bạn một cái nền tảng để sau này khi các bạn 365 ra mắt với khán giả, các anh chị báo chí, thì các bạn biết rằng là mình sẽ phải cần nói gì và như thế nào. Ok. Xin chào sau 24/7. Hiện tại thì Thanh Vân đang ở phòng tập của The Manor. Thì ngày hôm nay như các bạn cũng thấy sau lưng Vân là tất cả những cái thành viên trong nhóm 365, là một cái nhóm nhạc mà Vân chuẩn bị sản xuất, đang rất là hăng say tập luyện. Và ngày hôm nay thì Vân sẽ không tập mà Vân chỉ ở đây với vai trò sản xuất, cùng làm việc với lại đạo diễn và để xem các cảnh đánh của các bạn như thế nào, để ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu quay vào những cái cảnh chính thức cho video ca nhạc của các bạn. Với Ngô Thanh Vân thì chỉ thấy là khi mà làm công việc gì đó thì Ngô Thanh Vân rất là hăng say và gần như là quên cả sức khỏe hay là những cái chuyện riêng tư của mình, mà bỏ hết công sức vào cho một cái dự án trước mặt của mình. Và dự án này chính là cái MV này đây. Thì gần đây thì thấy là gần như là Vân không có còn sống cho mình nữa mà sống cho cái project này. Thực ra
thì lần đầu tiên làm một cái vai trò sản xuất như thế này cho một cái music video thì Vân cũng cảm thấy rất là áp lực, bởi vì nó có quá nhiều công việc để làm và để chuẩn bị. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì mình có một cái ekip, và cái ekip của từ công ty BAA, các bạn ấy đã nỗ lực rất là nhiều để hỗ trợ cho Vân để Vân có thể làm tốt MV này. Và MV này thì nói là Vân sản xuất nhưng mà đạo diễn là đạo diễn Chris Lê, một người từ nước ngoài về. Cho nên Vân mong rằng nó sẽ đem lại một cái làn sóng mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam.